Việt Nam lần thứ hai có đại diện lọt top 1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, tổ chức giáo dục Quaquarelli Simon đã công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2020 cho 1.001 trường tốt nhất. Theo đó, Việt Nam tiếp tục có hai trường đại học xuất hiện trong bảng xếp hạng này là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đứng nhóm 701-750 và Đại học Quốc gia Hà Nội ở nhóm 801-1.000. Đây là lần thứ hai Việt Nam có đại diện top 1.000 thế giới do QS World University Ranking đánh giá, và đây là tổ chức ra đời vào năm 2004, xếp hạng các trường đại học theo 6 tiêu chí gồm danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giảng viên, sinh viên, tỷ lệ trích dẫn bài giảng, bài báo giảng viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế và sinh viên quốc tế.